Rắn hổ mang chúa 2,5 mét cắn người, người ôm rắn vô bệnh viện cấp cứu. Mấy ngày qua, cư dân mạng xôn xao về tình hình sức khỏe của anh PVT, 38 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh, bị rắn hổ mang chúa cắn vào đùi. Chia sẻ với báo Lao động, tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Xuân, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tình trạng bệnh nhân bị rắn cắn ở Tây Ninh đã khá hơn. Hiện bệnh nhân vẫn thở máy nhưng trao đổi oxy ở phổi cải thiện, không cần sử dụng vận mạch. Ngoài ra, tình trạng sưng nề và hoại tử mô không lan thêm, tình trạng nhiễm độc giảm, tổn thương thận cấp đang được lọc máu liên tục. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 8, anh T phát hiện con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 mét, nặng gần 5kg, ở rẫy mãng cầu. Anh dùng tay bắt, bị rắn cắn vào đùi phải. Bệnh nhân được người dân gần đó buộc caro chặt quanh đùi, chặn nọc độc và đưa đi cấp cứu. Đến bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, anh vẫn tỉnh táo, nói chuyện được. Con rắn còn sống và cuốn chặt tay bệnh nhân. Sau khoảng 30 phút nhập viện, anh Tâm tím tái, khó thở. Các bác sĩ đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, sau đó chuyển viện xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, người bệnh trong tình trạng liệt hoàn toàn cơ tứ chi và cơ hô hấp, sưng vùng đùi phải. Bệnh nhân được đưa vào khoa hồi sức tích cực, thở máy. Các bác sĩ xác định con rắn cắn bệnh nhân là hổ mang chúa, có độc tính cao. Khi bị rắn cắn, nọc độc phát tán ra cơ thể làm liệt tứ chi, cơ hô hấp trong thời gian rất nhanh. Trong trường hợp khống chế không cho nọc độc phát tán, nếu không có huyết thanh kháng nọc, bệnh nhân sẽ suy đa phủ tạng, tổn thương tim dẫn đến tử vong. Rất mừng là anh T đã tai qua nạn khỏi. Cũng trong câu chuyện tai nạn này mới biết lý do vì hoàn cảnh khó khăn của anh T phải đi bắt rắn bán lấy tiền học phí cho con. Hoàn cảnh của anh thật đáng thương. Nhiều người đã gửi tiền giúp đỡ anh ấy trong cơn hoạn nạn. Điều này vô cùng ấm áp và trân trọng. Mấy ngày qua, mọi người đều lo lắng tình trạng của anh và chưa ai nhắc đến chuyện bắt rắn như vậy, có đang phạm pháp hay không. Dù hổ mang chúa là loài được xếp vào sách đỏ Việt Nam với mức độ nguy cấp, tức là có nguy cơ lớn bị tuyệt chủng trong thiên nhiên tương lai gần, được nhà nước bảo vệ bằng nghiêm cấm săn bắt. Con rắn hổ mang chúa có vị trí rất quan trọng cho cân bằng sinh thái. Không có nó, nhiều loài vật sẽ phát triển thái quá gây hại cho môi trường, nhất là loài chuột. Sở dĩ chuột cắn phá lúa bắp và hoa màu với cường độ ngày càng cao là do loài rắn bị con người săn bắt tận diệt. Chưa ai thống kê rắn hổ mang chúa còn được bao nhiêu trong tự nhiên, nhưng các nhà khoa học đánh giá là còn vô cùng ít ỏi và trong tương lai không xa sẽ bị tuyệt chủng. Mà loài rắn không vô cớ tấn công người, chúng chỉ cắn người để tự vệ khi bị con người tấn công. Ở Ấn Độ, ai giết rắn hổ mang chúa có thể bị phạt tù tới 6 năm. Theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, rắn hổ mang chúa thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP. Theo đó, các hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép rắn hổ mang chúa thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 244 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nếu vi phạm với số lượng từ 8 cá thể rắn hổ mang chúa trở lên, có thể bị phạt tù đến 15 năm. Cho thấy rằng xét về phương diện nhân văn thì chúng ta cũng cảm thông đến việc anh Tê bắt rắn hổ mang để kiếm ít tiền cho con đi học ở trường bán chú. Nhưng liệu việc làm đó nếu xét về pháp luật, anh có phạm pháp hay không? Theo bạn nghĩ gì về trường hợp này? Hãy để lại ý kiến của các bạn cho chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cùng đón xem video tiếp theo trên kênh Gia Đình Việt nhé!